Hello, Thông thì xin chào các anh chị cô chú bác nha, chào các bạn. Hôm nay Thông thì xin sẽ chiết một cây chanh Thái cho các bạn xem nha. Để bắt các bạn lấy một tí nước nha, một tí nước. Lấy một tí nước. Bắt đầu mình sẽ xịt, bỏ một tí thuốc khích ghẻ. Thuốc này nè các bạn, cái nào cũng được hết á. Các bạn bỏ một tí vô nước, bỏ tí vào nước đó. Cho một tí, nhiều ít không sao nha các anh chị cô chú bác. Thì thông thì bỏ một tí thôi, bắt đầu quậy đều lên. Bây giờ 20 mấy đồng một bao vậy nè, bao đồng nhiều lắm. Này mình ngâm chút xíu cho nó thấm hết nước á. Bắt đầu các bạn bỏ vào cái bịch ni lông hay là cái gì cũng được hết á. Bắt đầu mình cuột lên cái nhánh ghép các loại cây giống như ổi hay là cam quýt chanh bưởi, cái gì cũng được hết. Không thì sử dụng loại này không bác. Các bạn chọn cái này không cần nước nhiều lắm nha, vừa thôi. Nhiều nước quá thì nó khó ra ghẻ nha các bạn. Phải ráo một tí xíu. Nếu thời tiết nóng á, giống như từ tháng 7 đó, mình nước nhiều chút không sao, còn bây giờ còn mát một tí. Giờ tháng 3 trời còn mát, tháng 3 tháng 4 trời còn mát. Ít nước thôi, còn tháng 7 trở đi á, mình phải cho nước nhiều chứ không sao. Xong rồi nha. Bây giờ Thông thì sẽ bỏ vào một cái hộp như vậy nè. Cái hộp này mua Amazon chuyên để chiết cây nha các anh chị cô chú bác. Cái này mình chiết nhánh nhỏ thôi, nhánh to quá thì các bạn nên lấy bịch ni lông hay là cái gì cũng được. Còn cái này dành cho chiết cây nhỏ, nhánh nhỏ, rất là dễ. Ok nha các bạn, bây giờ Thông thì bắt đầu nha. Vậy nè, đó. Nước nó ráo chút xíu nước, không có nước nhiều quá.
ok các bạn làm đó vậy đó. Đừng có bỏ nhiều quá nha, vừa thôi, nhiều quá chút xíu nó cứng ngắc à, rễ nó cũng có phát triển nha các bạn, vừa thôi. Ok bác bạn à, cho thuốc lên thuốc kích rễ xong bắt đầu các bạn để vài phút cỡ 10 phút 15 phút rồi các bạn bắt đầu bó cái bao đất vào nha. Ok các bạn bắt đầu bây giờ mình bắt đầu bó cái bao đất vào nha các bạn. Các bạn bỏ trừ cỡ 1 inch thôi à, ở đây lên đó trực phía trên này cỡ 1 inch rễ nó sẽ ra, nó từ khi sau 3 tháng rễ nó sẽ mọc ra ngoài luôn á nha, dưới này luôn nha các bạn. Bắt đầu rồi mình sẽ cắt xuống mình trồng vào chậu nuôi nha. Vậy là xong nha các bạn, nhưng mà chưa, mình phải lấy dây mình buộc chắc lại đây nè cho các bạn xài loại này nè. Đó. Này thủ này tranh thủ làm nhanh nhanh nha, trời sắp mưa tới rồi nha, ngày nào cũng mưa.
các bạn lấy cái bịch ni lông này nè, các bạn bó chắc lại, không cho nó có không khí, nó sẽ làm khô cái bầu đất thì nó khô, nó rễ nó ra nó chết nha các bạn. Các bạn là bỏ cái bỏ này vô, lấy cái bịch chụp lại nha các bạn, lấy cái bịch ni lông nha các bạn, cho giữ cho nó đủ ấm á, nó sẽ mới ra rễ nhanh nha các bạn, nó hầm mới hơi trong nó rồi nó mới mới ra rễ được nha các bạn. Cái này cây chanh Thái nha các bạn, Thái chanh số 8 á các bạn, chanh này nó thơm lắm. Cây này cái gì cũng ăn được hết á, lá nè, trái nè. Đó, ok, vậy là xong nha. Ok, cảm ơn các bạn theo dõi video Thống Nì ha. Hôm nay Thống Nì xin chiết một cây chanh Thái cho các bạn xem nha, rất là đơn giản thôi. Cái này mình chiết ở nhà mình trồng thôi nha, chứ mình không có bán, không có gì hết luôn. Hello con gái, hello ai học không, hello. Ok, xong rồi bé thì làm xong rồi, làm đi quần ốc rồi, đi nhà ốc hả? Ok, Thống Nì xin cảm ơn các anh chị cô chú bác nha, luôn đã ủng hộ cho con Thống Nì nha. Thống Nì chỉ chia sẻ những gì Thống Nì biết thôi, là những ai mà chưa có chiếc hoa cây á, thì có thể theo Thống Nì làm thử xem nha. Thống Nì làm nhiều ở nhà là cây nào cũng thành công hết á. Ok, khỏe mà. Thống Nì xin chúc các anh chị của chú có nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn nha. Ok, bye bye. Bye bye. Đây là cây tắc tròn, tắc chua Việt Nam nè. Thống Nì chiếc được hơn 2 năm á. Cây này Thống Nì đã chiết được thêm 4 cây da nha các anh chị cô chú bác, đã chi cho anh em trong nhà trồng hết rồi. Bây giờ cây này da trái quá trời nha, mình chuẩn bị sang chậu 25 gallon cho cây nó phát triển lớn để có trái nhiều để mình ăn nha. Mình pha nước hay là mình làm gì đó mà cây nó chanh hay tắc cam bưởi rất là dễ chiết nha các anh chị cô chú bác. Ok.